Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 208 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Trong sân của Tiềm Minh Cung, Kỷ Linh, Tô Vô Cơ, Kiều Trần giáo chủ tùy ý ngồi đó uống rượu với nhau. Phong Tiêu và Long Dực thành chủ đứng ở bên cạnh. Tiềm Minh Cung chủ tới hỗ trợ hầu hạ, xuất ra rượu ngon món ngon chiêu đãi. Mà Từ Phù Tiêu Nhân đứng xa nhìn, nội tâm vô cùng hoảng sợ và bất an. Qua một lát, vù, một đạo thân ảnh từ trên cao hạ xuống. Sư phụ! Từ Phù Tiêu Nhân ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra sắc mặt vui mừng. Đến rồi ư? Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ, Tô Vô Cơ cũng ngẩng đầu lên nhìn. Trên bầu trời có một gã nam tử áo bào xám đáp xuống. Ánh mắt nam tử áo bào xám nhìn lên người Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ. Sao? Nam tử áo bào xám biến sắc. Khí tức của Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ, Tô Vô Cơ khí thế không thể che giấu đạo quân tam bộ. Các ngươi là ai? Nam tử áo bào xám quát lớn. Hắn không quan tâm Tô Vô Cơ, khí tức của Kỳ Linh là đạo quân tam bộ, khí tức của Kiều Trần giáo chủ còn đáng sợ hơn nữa, khí tức còn mạnh hơn cả đạo quân tứ bộ. Ta chưa thấy qua các ngươi, có lẽ các ngươi không phải người phiến thiên địa này. Sắc mặt nam tử áo bào xám khó coi, phẫn nộ quát lên. Các ngươi là ngoại vực ma đầu ư? Sao, ngoại vực ma đầu sao? Đám người Long Dực thành chủ, Phong Tiêu khiếp sợ nhìn sang đám người Kỳ Linh. Ngoại vực ma đầu, trong thế giới này ngoại vực ma đầu chính là ác mộng. Một khi ngoại vực ma đầu xuất hiện, không tiếc tất cả phải diệt sát ngoại vực ma đầu. Đây là nhận thức chung của tất cả người tu hành trên thế giới này. Đám người Phong Tiêu, Long Dực thành chủ từ nhỏ đã nghe nói qua về ngoại vực ma đầu, biết rõ mỗi một lần ngoại vực ma đầu xuất hiện đều là tai nạn. Không có khả năng, sư phụ ta không thể nào là ngoại vực ma đầu được. Phong Tiêu không thể tin được cũng không muốn tin tưởng. Sao, ngoại vực ma đầu sao? Đám người Kỳ Linh nhìn nhau. Bên ngoài phiến thiên địa này thật có rất nhiều sinh vật hỏa diễm, cũng có thể gọi là ngoại vực ma đầu. Những sinh vật hỏa diễm trong mắt kẻ khác rất cường đại, ngang nhiên xông vào phiến thiên địa này, mặc dù sẽ bị ngôi sao trói buộc rất mạnh, từ đó thực lực giảm mạnh, có can đảm xông vào đều là đỉnh phong nhất trong sinh vật hảo diễm. Thực lực ít nhất cũng là tầng thứ đám người Kỳ Linh, thậm chí còn mạnh hơn đám người Kỳ Linh rất nhiều. Đương nhiên, lúc tiến vào ngôi sao này sẽ bị ngôi sao áp chế trói buộc, thực lực giảm mạnh sẽ yếu hơn Kỳ Linh. Xuất hiện ba người khí tức đạo quân, có một người khí tức còn mạnh hơn cả đạo quân tứ bộ rất nhiều, hoài nghi là ngoại vực ma đầu biến hóa mà thành. Nam tử áo bào xám lập tức đưa tin tức trở về thánh địa. Sâu trong lòng đất ước 1.900 vạn dặm, trong cung điện Hoa Mỹ, Phong Hàm đạo quân có pháp thân tại nơi này. Hắn dựa vào pháp thân truyền tin tức. Ba gã đạo quân, có một người khí tức còn mạnh hơn đạo quân tứ bộ sao? Trong mật thất cổ xưa, một lão giả áo bào trắng ngồi đó, bên cạnh có nam tử áo tím ngồi cùng. Vách tường chung quanh mang theo phù văn cổ xưa. Hắn là hai vị tiên tri rồi. Lão giả áo bào trắng nói. Mặc Giáp, người đi đi, gặp hai vị tiên tri. Vâng. Nam tử áo bào tím mặc sắc đạo quân cung kính đáp. Đám người Kỳ Linh rất cẩn thận. Kỳ thật kẻ thống trị thánh địa trên ngôi sao này phi thường cẩn thận. Sau khi trải qua vô tận 5 tháng, thánh địa đủ làm tiên tri bên ngoài tham lam. Như lần trước, chính bởi vì tham lam làm ra một hồi đại tai nạn, cho nên thánh địa phi thường cẩn thận, mới bắt đầu mượn nhờ Cửu Trọng Thiên cấm chế phát hiện đám người Kỳ Linh hàng lâm. Về sau bọn họ không có tung tích gì nữa. Kỳ thực bọn họ có thể dùng thần niệm cưỡng ép để dò xét. Vì ngăn ngừa phiền toái như thế, bọn họ lựa chọn chờ đợi hai vị tiên tri chủ động phát ra động tĩnh. Dùng thực lực tiên tri không có khả năng không làm ra động tĩnh gì. Làm sao ứng đối với nhị vị tiên tri, chắc người cũng đã rõ ràng rồi. Lão giả áo bào trắng nói. Chúng ta tự nhiên phải dùng thiện tiếp đãi. Nếu thật không có biện pháp nào khác, chúng ta phải chủ động lựa chọn chiến trường và diệt sát bọn họ. Ta hiểu rồi. Mạc Sắc đạo quân cung kính nói. Lần trước bởi vì không kịp trở tay, chỉ có thể sử dụng diệt thế thủ đoạn giết tiên tri hàng lâm, cũng đồng dạng giết sạch tính mạng trên tinh cầu này. May mắn thánh địa có chút tính mạng, về sau trải qua vô số năm tháng mới khôi phục lại được. Lần này một khi cảm thấy không ổn thì bọn họ sẽ ra tay. Vù. Mặc Giác đạo quân rời đi.
Hai gã tiên tri hàng lâm ư? Còn chưa có từng thử qua, hy vọng tất cả có thể bình an vượt qua được. Lão giả áo bào trắng thở dài bên trong mật thất. Hào khí trong sân cứng lại. Phong Hàm đạo quân nhìn chằm chằm vào đám người kỳ linh, hắn hoài nghi là ngoại vực ma đầu. Dù sao ngoại vực đến không phải tiên tri thì chính là ma đầu. Còn về phần tiên tri, từ khi chân ngôi sao có sinh mạng tới nay cũng chỉ có 3 lần, khả năng quá thấp. Ngoại vực ma đầu tuy ít thấy nhưng số lượng lại tương đối nhiều. Sư phụ, không thể nào là ngoại vực ma đầu được. Còn về phần Phong Tiêu đang đứng đó nhìn, hắn không muốn tin tưởng. Xoát, lúc này song phương giằng co gần 2 giây, trên bầu trời xuất hiện một chiếc phi chu màu vàng. Lại đến rồi. Phong Hàm đạo quân nhìn thấy phi chu, hắn lập tức vui vẻ. Thánh địa cũng phái đạo quân đến, chỉ có một mình hắn thì hắn không có lòng tin. Ồ, tốc độ cũng thật nhanh, sợ rằng tốc độ gấp 100 lần cực hạn thiên đạo rồi. Đám người kỳ linh ngẩng đầu lên, bọn họ cảm ứng phi chu màu vàng đang bay tới. Chỉ thấy trên phi chu màu vàng có nam tử áo tím đang đứng, hắn đứt cười đáp xuống. Sao, Mặc Giác huynh ư? Phong Hàm đạo quân lộ ra vẻ kinh nghi. Mặc Giác đạo quân có địa vị đặc thù, bởi vì Mặc Giác là tùy tùng của đại trưởng lão, uy vọng là cao nhất. Mặc Giác thực lực mới là đạo quân nhị bộ, còn yếu hơn cả hắn. Hắn không có nắm chắc đối mặt với ngoại vực ma đầu, Mặc Giác cũng không dùng được. Mặc Giác đạo quân đáp xuống đất, ánh mắt nhìn lên 3 người kỳ linh. Hắn trước kia mượn nhờ hình ảnh xuyên qua thời không, nhìn thấy kỳ linh và Kiều Trần giáo chủ xuyên qua 9 tầng khí lưu và đáp xuống ngôi sao này, hình ảnh phi thường rõ ràng. Tại hạ Mặc Giác bái kiến 2 vị tiên tri. Mặc Giác đạo quân hành lễ và nói: 2 vị tiên tri xuyên qua 9 tầng khí lưu thì thánh địa biết 2 vị hàng lâm rồi. Sao, tiên tri ư? Kỳ linh, Kiều Trần giáo chủ nhìn nhau. Thì ra lúc xuyên qua tầng khí lưu phía trên, đối phương đã phát hiện ra mình, bản thân mình lại không phát hiện ra. Nhưng cũng đúng, 9 tầng khí lưu kia là đại năng sáng tạo ra mà. Bọn họ là tiên tri ư? Phong Hàm đạo quân khiếp sợ không nhỏ. Ừ, nói cho đúng, 2 vị này là tiên tri. Mặc Giác đạo quân gật đầu, chỉ về phía Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ nói: Ta phụng lệnh của đại trưởng lão tới đây, việc này không cần hoài nghi. 2 vị tiên tri có thể cưỡi phi chu của ta tiến về thánh địa, tin tưởng rất nhiều nghi hoặc tự nhiên có thể giải đáp được. Sao, tiên tri ư? Đám người Long Dực thành chủ, Tiềm Minh công chủ, Tử Phủ tiên nhân liền không hiểu, tiên tri sao? Phong Tiêu nghi hoặc nhìn về phía sư phụ Kỳ Linh, bọn họ căn bản chưa từng nghe qua tiên tri. 2 vị. Mặc Giác đạo quân nhìn về phía Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ nhìn nhau cười cười. Kiều Trần giáo chủ mở miệng nói: Đi xem một chút bộ dáng thánh địa trên ngôi sao này như thế nào nào. Vô Cơ, thu bí thuật đi. Kỳ Linh phân phó. Vâng. Tô Vô Cơ ngoan ngoãn đáp, trong đôi mắt bắn ra một tia sáng vào người Long Dực thành chủ. Long Dực thành chủ cảm thấy hơi mê muội và sau đó thanh tỉnh lại. Hắn lập tức hiểu ra mấy ngày qua mình bị trúng bí thuật của nữ tử áo bào đỏ. Giờ phút này đối phương thu bí thuật, nội tâm Long Dực thành chủ sinh ra kính sợ và khát vọng. Hắn thậm chí nguyện ý vĩnh viễn đi theo tùy tùng, nhưng lý trí của hắn lại vô cùng tỉnh táo. Phong Tiêu, đi theo ta. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đều đi về phía phi chu màu vàng. Vâng, thưa sư phụ. Phong Tiêu cùng đi theo sau lưng, cùng Tô Vô Cơ lên phi chu màu vàng. Vù. Mặc Giác đạo quân khống chế phi chu, mang theo Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ, Tô Vô Cơ, Phong Tiêu liền rời đi, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Phong Hàm đạo quân nhìn ra xa xa, hắn cau mày suy nghĩ. 2 vị tiên tri hàng lâm, nếu như là thực, không biết là phúc hay là họa đấy. Long Dực thành chủ ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, trong nội tâm không thể lau bóng dáng của Tô Vô Cơ ra khỏi đầu được. Mặc Giác đạo quân dẫn theo đám người kỳ linh đi tới một căn nhà gỗ do đạo quân thủ hộ. Bên trong nhà gỗ bố trí một tiểu hình truyền tống trận. Mượn nhờ truyền tống trận loại nhỏ này đi sâu vào trong lòng đất. Sâu trong lòng đất một đức 9000 vạn dặm. Phù. Trên quảng trường cực lớn do tinh thạch màu đen bao phủ, đám người kỳ linh xuất hiện tại nơi này. Bố trí cung điện sâu trong lòng đất như thế này, nhìn uy năng cấm chế có thể thấy được thủ bút không tầm thường chút nào. Kỳ Linh sợ hãi tán phục tán dương một câu, hắn đưa mắt nhìn cung điện tỏa ra uy năng vô cùng đáng sợ, vô số cấm chế cổ xưa cũng đang vận chuyển. Cung điện dưới mặt đất chính là thánh địa, là tiên tri vĩ đại thánh tổ sáng chế ra. Mặc Giác đạo quân lộ ra thần thái tự hào nói: Thánh tổ lúc trước hàng lâm phiến thiên địa của chúng ta,
chỉ dẫn chúng ta, dẫn dắt chúng ta. Thậm chí cuối cùng hắn ở trong thiên địa của chúng ta, hợp đạo thành tựu vĩnh hằng. Cũng bởi vì hắn cho nên chúng ta mới hưng thịnh chân chính. Sao vĩnh hằng đế quân nữa? Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ đều giật mình. Ngay cả Phong Tiêu công tử ngoan ngoãn đi theo cũng thầm giật mình. Hắn đạt được Kỳ Linh truyền thừa, cũng biết rõ giai đoạn tu hành, cũng hiểu sau thế giới cảnh chính là cảnh giới một bước một sinh tử, sinh tử đạo quân. Trên đó mới là hợp đạo vĩnh hằng. Dựa theo Kỳ Linh truyền thừa ghi lại, trong 10 vạn đạo quân bình thường, chỉ sợ khó có một người thành tựu vĩnh hằng đế quân. Thánh địa của thánh tổ lại chính là vĩnh hằng đế quân ư? Mạc Giác đạo hữu, nói xem tiên tri và thánh tổ là ai đây? Kỳ Linh hỏi. Được. Mạc Giác đạo quân gật đầu nói. Cách đây cũng thật lâu rồi, trên ngôi sao này chủ yếu toàn là sinh mệnh phàm tục, lại bởi vì không hiểu tu hành cho nên trải qua sinh hoạt ngu muội và dã man vô cùng. Thậm chí bởi vì ngoại vực ma đầu ngẫu nhiên hàng lâm mà tử thương vô số, chỉ có thể bằng vào địa lợi kéo dài hơi tàn, thậm chí trốn trong lòng đất sinh tồn. Rốt cuộc tiên tri đầu tiên hàng lâm, hắn từ ngoại vực hàng lâm ngôi sao này, hắn có tâm thương xót nên truyền thụ chúng ta pháp môn tu hành, để cho chúng ta đặt vào con đường tu hành. Vô số tính mạng trên ngôi sao của chúng ta mới có thể tu hành được, cũng có được thực lực đối chiến với ngoại vực ma đầu. Kỷ Linh, Kiều Trần giáo chủ lập tức hiểu ra, ngoại vực hàng lâm mơ hẳn là người tu hành từ bên ngoài đi vào nơi đây giống như bọn họ. Lại qua sau đó thật lâu, vị tiên tri thứ hai từ ngoại vực hàng lâm, hắn chính là thánh tổ. Hắn sáng chế 9 tầng cấm chế, làm cho ngoại vực ma đầu rất khó hàng lâm. Hơn nữa thánh tổ lại càng hợp đạo thành công, hắn mở ra cung điện dưới mặt đất để cho chúng ta có nơi tu hành truyền thừa. Từ nay về sau chúng ta càng mạnh hơn nữa. Tiên tri thứ ba hàng lâm lại mang đến một hồi đại tai nạn, chúng ta phải giao chiến với hắn. Tuy diệt sát được tiên tri kia, thế nhưng chúng ta cũng tổn thất thảm trọng. Hai vị tiên tri à? Mạc Sắc đạo quân nhìn Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ nói. Ta nói đều là nói thật. Người ngoại vực tới đều là tiên tri. Hai tiên tri đầu tiên mang tâm thương xót, không có tiên tri hàng lâm, chúng ta hiện nay còn kéo dài hơi tàn. Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ nhìn nhau. Bọn họ hiểu đối phương thành thành thật thật nói ra những chuyện này, trừ cho thấy mang ý hảo hiếu ra, đồng thời cũng có ý uy hiếp. Chúng ta không muốn đối địch với tiên tri, nếu thật đánh nhau, chúng ta cũng có thực lực diệt sát được tiên tri. Ba tiên tri khác đi tới ngôi sao này hẳn là có mục đích rồi. Kiều Trần giáo chủ trầm giọng nói. Hắn và Kỳ Linh vô cùng cẩn thận, thực sự không sợ. Hai người bọn họ đều có mang trọng bảo, cũng không phải dân bản xứ trên ngôi sao này có thể đối phó được. Tổ tiên chi địa ư? Bỗng nhiên Mặc Sắc đạo quân mở miệng nói. Sắc mặt Kiều Trần giáo chủ, Kỳ Linh biến hóa. Quả nhiên hai vị tới vì tổ tiên chi địa. Mặc Sắc đạo quân nói xong vung tay lên, lúc này có hào quang bao vây Phong Tiêu và Tô Vô Cơ. Có chút bí mật không thể cho bọn họ biết rõ được. Mặc Sắc đạo quân nói ra. Kính xin tiên tri chớ có để ý. Kỳ Linh nhìn sang Phong Tiêu và Tô Vô Cơ bên cạnh, gật gật đầu. Bởi vì bị pháp lực che đậy, Phong Tiêu và Tô Vô Cơ không nghe thấy đám người Kỳ Linh nói chuyện với nhau. Bọn họ hiểu nên không có phá đi tầng che đậy này. Lịch đại tiên tri hàng lâm đều là vì tổ tiên tri địa. Mặc Giác đạo quân khẽ đảo tay, hắn xuất ra một quyển trục màu trắng. Đây là thánh tổ lưu lại trước khi đi, nói tương lai có tiên tri hàng lâm sẽ giao quyển trục cho bọn họ xem, như vậy tiên tri tới sau sẽ hiểu. Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ lập tức nhìn chằm chằm vào quyển trục màu trắng kia. Trên quyển trục màu trắng tỏa ra khí tức nhàn nhạt, lại mang theo vĩnh hằng chi ý, thời gian chi lực không thể ảnh hưởng tới nó. Hiển nhiên đây tuyệt đối xuất ra từ tay của vĩnh hằng đế quân. Hai vị tiên tri thỉnh xem. Mặc Sắc đạo quân vung tay lên, quyển trục màu trắng bay tới trước mặt hai người Kỳ Linh và tự động mở ra. Trên quyển trục có văn tự, Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ đều nhìn chằm chằm vào. Thánh tổ chính là cổ tu hành giả hình thiếu đế quân, hắn lúc trước cũng là bị thời không truyền tống đến thông đạo nhân thạch kia, hắn bị vô số sinh vật hỏa diễm đuổi giết, hắn một đường chạy thục mạng, cuối cùng chạy tới ngôi sao này. Trên ngôi sao này thật sự không phải nơi đặt tổ tiên chi địa chính thức. Trên ngôi sao này có bảo vật hoàn liệt thạch khắc chế sinh vật hỏa diễm. Hoàn liệt thạch có thể phụ lên thân thể, cũng có thể bám vào mặt ngoài pháp bảo, mượn lực lượng của chúng chém giết sinh vật hỏa diễm kia. Ngôi sao này có thể khắc chế sinh vật hỏa diễm, hoàn liệt thạch là chí bảo trọng yếu nhất của ngôi sao này. Là hình thiếu lão tổ ư? Kiều Trần giáo chủ lộ ra kích động. Hình thiếu đế quân sao?
Kỳ Linh cũng biến sắc. Trong vô tận cương vực, hắn là một trong ba chúa tể đứng ở đỉnh phong không thể tranh cãi, mà dưới ba đại chúa tể còn có chút đế quân thực lực cường đại. Có lẽ bọn họ đánh không lại chúa tể, nhưng thật có chút chúa tể không giết được. Dù sao mỗi một gã đại năng đều có được đạo của mình, bọn họ bằng vào thứ mình am hiểu nhất là có thể bỏ trốn mất dạng. Đương nhiên nếu như bị khắc chế cũng không có biện pháp nào cả. Bọn họ là cự đầu chân chính trong vô tận cương vực, như tám đại thành chủ của đạo minh, còn có vĩnh hằng nhất tộc, sinh mệnh đặc thù, cổ tu hành giả đều có tồn tại cực kỳ đáng sợ, còn có chút đế quân đáng sợ ẩn cư. Hình thiếu đế quân cùng đẳng cấp với tám đại thành chủ trong cổ tu hành giả nhất mạch, hình thiếu đế quân hôm nay là tồn tại gần với chúa tể. Trong truyền thuyết hắn có mang đại bi mẫn chi tâm, mỗi người có thể ngụy thiện 50 vạn năm. Hình thiếu đế quân sống lâu không thua gì lịch sử mang ngay quốc cả, trong thời gian dài như thế lại không có khả năng là ngụy thiện. Hình thiếu đế quân thanh danh vô cùng tốt, được vô số người tu hành tôn sùng. Không nghĩ tới nơi lạ lẫm như thế này hắn có thể giúp nhiều dân bản địa như vậy. Kỳ Linh âm thầm cảm khái. Không nghĩ tới hình thiếu lão tổ cũng đã tới nơi này, còn hợp đạo tại đây. Lịch sử tổ tiên chi địa đã lâu cỡ nào chứ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ư? Cửu Trần giáo chủ nghĩ đến truyền thuyết trong cổ tu hành giả, đôi mắt lập tức tỏa sáng, lúc này nói: lấy hoàn liệt thạch có thể rời khỏi phiến thiên địa này, mau nói cho ta biết hoàn liệt thạch ở đâu. Hoàn liệt thạch đó là thứ thai nghén trong hạch tâm tinh cầu, tự nhiên nằm ở sâu trong lòng đất rồi. Mặc Sắc đạo quân nhìn về phía Kỳ Linh và Cửu Trần giáo chủ nói: hai vị hiện tại muốn đi sao? Nếu không ở lại trong cung điện nghỉ ngơi đi. Không cần, Cửu Trần giáo chủ cự tuyệt. Nơi này là nơi hình thiếu lão tổ hợp đạo, hắn thân là cổ tu hành giả. Cửu Trần giáo chủ rất rõ ràng, hình thiếu lão tổ có tới 72 tên đệ tử đều là cổ tu hành giả. Hình thiếu lão tổ mặc dù có đại từ bi, nhưng hắn ngộ ra pháp môn mạnh nhất không dễ dàng truyền ra bên ngoài, tối đa truyền thụ pháp môn thứ đẳng mà thôi. Cửu Trần giáo chủ nhìn không trúng. Hắn từ việc hình thiếu lão tổ hợp đạo, hơn nữa còn là tiên tri thứ hai, phỏng đoán ra tổ tiên chi địa có lịch sử lâu đời tới dọa người, rất có thể có quan hệ với truyền thuyết của cổ tu hành giả nhất mạch. Hắn không kìm nén được, nên đi xuống dưới nhìn một chút đi. Kỳ Linh cũng nói. Kỳ Linh nhìn sang người của thánh địa mang cảnh giới với bọn họ, đã như thế bảo trì khoảng cách là tốt nhất. Nếu như vậy ta mang hai vị xuống dưới. Mặc Sắc đạo quân phung tay lên thu pháp lực, Tô Vô Cơ và Phong Tiêu công tử cũng có thể nghe được thấy. Phong Tiêu, Mặc Sắc đạo quân nhìn lên người Phong Tiêu công tử nói: nếu ngươi là đệ tử tiên tri, tự nhiên cũng có thể đi sâu vào trong lòng đất này, những thứ ngươi thấy và nghe được không thể lộ ra bên ngoài. Vâng, Phong Tiêu công tử liền đáp. Nội tâm của hắn nóng bỏng, biết rõ tiếp xúc tới bí mật trọng yếu nhất của quê hương mình. Đi. Mặc Sắc đạo tổ đi trước dẫn đường, đám người Kỳ Linh đi theo. Vù, dọc theo hành lang bình thường đi xuống mặt đất, quẹo trái quẹo phải, rất nhanh đi vào thông đạo sâu và tịch mịch. Đoàn người lúc này ngự không phi hành, Kỳ Linh tự nhiên mang theo Phong Tiêu. Phong Tiêu cũng không thể dựa vào lực lượng bản thân chống lại quy tắc đế quân, lúc này không ngừng xâm nhập ra ngoài, bay đi khoảng 3 tỷ dặm. Rốt cuộc đám người Kỳ Linh cũng đáp xuống. Ồ, thật xinh đẹp, thực sự là thần kỳ mà. Đám người Kỳ Linh Tô Vô Cơ nhìn tràng cảnh trước mặt, hang động cực lớn tỏa ra hào quang rực rỡ, nham thạch trong huyệt động giống như ngọc thạch, có màu đỏ, có màu xanh biếc, có màu xanh thẳm, chúng cùng tỏa ra chấn động khác nhau lan ra xa. Kỳ Linh cảm giác thoải mái từ tâm linh. Lại đi một đoạn là sắp đến rồi. Mặc Sắc đạo quân quen việc dễ làm, hắn đi về phía trước mấy vạn dặm. Một lát sau, sao đây là... Kỳ Linh, Cửu Trần giáo chủ, Tô Vô Cơ, Phong Tiêu giật mình nhìn cảnh tượng ở phía trước. Trong hang động có một mộ bia lớn, nhìn chung quanh có hơn vạn mộ bia. Mặc Sắc đạo quân chỉ về phía trước, phía trước chính là cuối thông đạo, không gian chung quanh tràn ngập các loại màu sắc, mơ hồ có thể nhìn thấy là sinh vật hình người. Ngoại vực thì có hỏa diễm ma đầu, trong hạch tâm ngôi sao có vô số đại địa ma tướng. Đại địa ma tướng có thực lực không thua gì ngoại vực hỏa diễm ma đầu đâu, bởi vì chúng sinh hoạt trong hạch tâm của tinh cầu, thực lực lại không bị suy yếu. Muốn có hoàn liệt thạch phải xông vào tìm kiếm, trước khi bị đại địa ma tướng giết chết mà tìm được hoàn liệt thạch lại có thể bình yên trốn ra thì mới được. Nếu như trốn không thoát thì sẽ có mộ bia tại đây. Mặc Sắc đạo quân nhìn bia mộ rậm rạp chung quanh và nói: đây là những tiền bối trong phiến thiên địa chúng ta,
trải qua vô tận tuế nguyệt tới tìm Hoàn Liệt Thạch lại thất bại chết đi, bởi vì không có thi thể nên phải làm mộ bia tại đây. Đại địa ma tướng ư? Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đều nhíu mày. Thực lực như thế nào vậy? Kỳ Linh truy vấn. Có thể so với ngoại vực quả diễm ma đâu, lực lượng càng mạnh hơn nữa, càng thêm dũng mãnh. Mặc Sắc Đạo Quân nói, dựa theo kinh nghiệm chúng ta tích lũy được, tốc độ của linh hoạt của chúng yếu hơn đám hỏa diễm ma đầu, nhưng càng khó chơi hơn hỏa diễm ma đầu kia. Mặc Sắc Đạo Quân nói, chúng ta phải trở thành đạo quân tứ bộ mới có thể đi sâu vào bên trong tìm kiếm Hoạt Liệt Thạch được. Các người cũng nhìn thấy rồi đấy. Mặc Sắc Đạo Quân nhìn bia mộ xung quanh nói, chết tại đây đều là đạo quân tứ bộ à? Sao đều là đạo quân tứ bộ ư? Lúc này Phong Tiêu công tử đứng phía sau kinh ngạc đến ngây người. Đạo quân tứ bộ thưa thớt cỡ nào đây? Quê hương của mình có hơn vạn tên đạo quân tứ bộ ư? Phiến thiên địa của các ngươi đã sinh ra được bao nhiêu đạo quân vậy? Kỳ Linh cũng ngạc nhiên nói, không ngờ có nhiều đạo quân tứ bộ chết ở đây như vậy. Cần biết Mang Nhai Quốc Thập Nhị Cung Kiếm Cung Vô Tận Tuế Nguyệt còn không có đủ 10 vạn đạo quân. Kiều Trần giáo chủ lạnh nhạt nói, Bạc Minh, không cần giật mình, ngươi không nghe thế sao? Hình Thiếu Lão Tổ hợp đạo tại đây, hắn còn là tiên tri thứ hai hàng lâm. Hình Thiếu Lão Tổ hợp đạo là quá khứ xa xôi cỡ nào chứ? Lịch sử ngôi sao này còn lâu hơn cả Vĩnh Hằng Nhất Tộc Mang Nhai Quốc đấy. Đạo quân chúng ta cũng không có nhiều, mỗi thời đại có 20-30 người thôi. Mặc Sáp Đạo Quân nói, bởi vì tích lũy vô tận tuế nguyệt mới tương đối nhiều. Kỳ Linh âm thầm sợ hãi thán phục, cổ tu hành giả không hổ là thế lực cổ xưa, nơi này là tổ tiên chi địa, lịch sử còn lâu hơn cả Mang Nhai Quốc. Phiến thiên địa của chúng ta quá nhỏ, rất nhiều đời đạo quân khát vọng thế giới bên ngoài, bọn họ đều tiến vào lòng đất tìm Hoạt Liệt Thạch, đạt được Hoàn Liệt Thạch sẽ rời khỏi phiến thiên địa này đi tới thế giới rộng lớn hơn. Mặc Sắc Đạo Quân nói, mặc dù lòng đất nguy hiểm, có thể vừa tiếp xúc liền chết, vẫn không thể ngăn cản các bước chân của đạo quân tiến vào. Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ đều gật đầu, đạo quân có đạo tâm vô cùng kiên định, mặc dù là một ít kẻ là ma đầu, thế hệ san tà cũng có đạo tâm của mình, muốn đi ra ngoài ư, có nguy hiểm hơn cũng không thể ngăn cản bọn họ. Cần biết trong Vô Tận Cương Vực, không ít đạo quân biên giới hợp đạo xông vào Ngô Tinh Hải, như Thiên Nhất đạo quân xông vào Dịch Ba Giới vô cùng nguy hiểm. Dịch Ba Giới là nơi Dịch Ba Đế Quân dùng suy diễn chi đạo hợp đạo thành Vĩnh Hằng Đế Quân lưu lại, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ được. Vô số năm tháng qua đi, phiến thiên địa của các ngươi rất khó sinh ra Vĩnh Hằng Đế Quân, vẫn có thể sinh ra một ít đạo quân nghịch thiên à? Kỳ Linh hỏi. Những đạo quân nghịch thiên mới có thể mang ra một ít Hoàn Liệt Thạch, như vậy sẽ không cần lại chết một đám ở trong này. Đương nhiên đạo quân nghịch thiên ra đời không ít, Mặc Giác Đạo Quân lãnh đạm nói. Thế nhưng ngoại vực có Vô Tận Hỏa Diễm Ma Đầu, còn có rất nhiều nguy hiểm không biết tên. Nếu không có tự tin đi vào lòng đất tìm Hoàn Liệt Thạch thì sao có thể đi ra ngoài được? Đây là truyền thống quê quán của ta, muốn đi ra ngoài trước lấy Hoàn Liệt Thạch về sau lại đi. Mặc Sắc Đạo Quân lạnh nhạt nói, Vô Tận Tuế Nguyệt qua đi, thành công đạt được Hoàn Liệt Thạch, đạo quân tiến vào ngoại vực cũng hơn vạn. Kiều Trần giáo chủ nói, những đạo quân ra ngoài có quay lại không? Mặc Sắc Đạo Quân lắc đầu, không. Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ chấn động, nhiều đạo quân như thế nhưng không ai quay về ư? Có lẽ bọn họ bước vào thế giới rộng rãi hơn, không có cách nào lại liên hệ với chúng ta. Mặc Sắc Đạo Quân nói, đám người Kỳ Linh cũng gật đầu, xác thực là có khả năng, một là chết ở ngoại vực, một là không sống nổi, một là rời khỏi thời không này. Giống như Kỳ Linh ở trong phiến thời không này không thể liên hệ với bên ngoài, nếu có sống sót đi tới Vô Tận Cương Vực cũng không cách nào liên hệ với thánh địa. Mặc dù ngoại vực tồn tại đại nguy hiểm, rất nhiều đời đạo quân cũng vẫn muốn đi ra ngoài, bởi vì chúng ta tràn ngập hiếu kỳ với thế giới bên ngoài. Mặc Sắc Đạo Quân nói, mặc dù là tại ngoại vực cũng không có gì cả. Kiều Trần giáo chủ nhìn vào huyệt động tỏa ra đủ loại hào quang trước mặt, muốn lấy Hoàn Liệt Thạch cứ trực tiếp giết vào là được có phải không? Không, Mặc Sắc Đạo Quân lắc đầu, hắn nhìn vào trong hang động đủ màu sắc, nhìn những sinh vật thân ảnh mơ hồ kia. Các người cũng nhìn thấy thân ảnh đại địa ma tướng rồi đấy. Từ bên ngoài nhìn vào, ta nhìn thấy hơn 3.000 đại địa ma tướng. Dựa theo nhiều đời đạo quân chúng ta tích lũy kinh nghiệm, đại địa ma tướng cũng có thể tùy ý phiêu bạt và chuyển rời,
sẽ có một loại khu vực đại địa ma tướng, số lượng trở nên rất là thưa thớt. Nếu như nhìn số lượng sẽ thấp hơn 500, như vậy đã là tương đối thưa thớt rồi. Đương nhiên chính thức các ngươi gặp được đại địa ma tướng nhất định sẽ viễn siêu hơn 500. Dù sao ta cũng chỉ là đứng bên ngoài nhìn vào bên trong mà thôi. Nếu như khi nào thấy thấp hơn 100 thì càng thêm an toàn. Mặc sắc đạo quân nói. Sao có thể thấp hơn 100 ư? Cần đợi bao lâu đây? Kiều Trần giáo chủ truy vấn. Một hỗn độn kỷ nguyên có thể xuất hiện một lần. Mặc sắc đạo quân nói. Quá lâu. Kiều Trần giáo chủ lắc đầu. Thấp hơn 500 thì sao? Đại khái 100 vạn năm xuất hiện một lần. Vẫn quá lâu. Kiều Trần giáo chủ rất là vội vàng. Nếu như chỉ dưới 1000, đại khái vạn năm xuất hiện một lần. Mặc sắc đạo quân tiếp tục giải thích. Có thể dưới 1000 vô cùng nguy hiểm, chỉ có đạo quân rất cường đại mới có hy vọng. Kiều Trần giáo chủ quay đầu nhìn về phía Kỳ Linh. Chỉ 1 vạn năm không lâu, Bắc Minh, theo ngươi thì sao đây? Kỳ Linh gật đầu. Ta cũng không muốn chờ quá lâu, đợi đến lúc mật độ đại địa ma tướng thấp hơn 1000 thì vào đi thôi. Thời gian Kỳ Linh tu hành không quá lâu, Kiều Trần giáo chủ lại tràn ngập khát vọng với truyền thuyết cổ tu hành giả, cho nên đều không muốn dừng lại quá lâu. Bọn họ từ ngoại vực xông vào đây chỉ mấy tháng, bọn họ càng có lòng tin lấy được hoàn liệt thạch. Ta sẽ phái thủ hạ thánh địa quan sát các ngươi. Mặc giác đạo quân cười nói. Hai vị có thể đi cung điện dưới mặt đất, cũng có thể quan sát ngôi sao này một chút. Không cần. Kiều Trần giáo chủ lạnh nhạt nói. Ta sẽ ở lại đây. Không cần quá phiền toái, hay ta ở lại đây là được. Kỳ Linh cũng nói, đồng thời nhìn về phía Phong Tiêu sau lưng. Phong Tiêu, ngươi có thể xông sáo bên ngoài lịch lãm mà rèn luyện, nếu có chỗ nghi hoặc về kiếm đạo có thể tới hỏi ta. Sau khi vi sư đạt được hoàn liệt thạch sẽ rời khỏi ngôi sao này, đến lúc đó phải nhờ vào chính ngươi đốn ngộ rồi. Phong Tiêu cung kính nói. Vâng, thưa sư phụ. Kỳ thực đệ tử đạt được sư phụ truyền thụ kiếm đạo, mấy ngày nay đã có đốn ngộ rồi, tùy thời có thể thành tựu thế giới cảnh. Phong Tiêu. Mặc sắc đạo quân cười nói. Trong thánh địa có không ít thế giới cảnh đâu, đều là đệ tử người hầu đạo quân mang đến. Người đột phá thành thế giới cảnh có thể tỉ thí luận bàn với bọn họ. Trong thánh địa cũng có không ít đạo quân lưu lại kiếm đạo, người cũng có thể tìm hiểu học tập. Vâng. Phong Tiêu vô cùng vui mừng. Một bên Kỳ Linh gật đầu đồng ý. Đồ nhi, đây là cơ duyên của ngươi, không thể bỏ qua được. Trong thời gian kế tiếp, Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ tu luyện chờ đợi sâu trong lòng đất. Kiều Trần giáo chủ ngồi trên mặt đất mà Kỳ Linh xuất ra một gian nhà cỏ. Kiều Trần giáo chủ là lâm vào bình cảnh, cần là đốn ngộ. Kỳ Linh hôm nay bước vào đạo quân nhị bộ không được bao lâu, tự nhiên phải nắm chắc thời gian tìm hiểu. Kỳ Linh chờ đợi năm đầu tiên trong lòng đất, Phong Tiêu đột phá trở thành thế giới cảnh. Trong quá khứ hắn không có sư phụ tốt, hoàn toàn bằng vào thiên phú tu hành. Hiện tại có Kỳ Linh chỉ dẫn, hơn nữa Kỳ Linh làm sư phụ vô cùng hợp cách. Hắn truyền lại năm đại kiếm thuật, đại biểu năm phương hướng kiếm đạo. Kỳ Linh lưu lại kiếm ý chính là kiếm ý trung cực kiếm đạo, làm cho Phong Tiêu không phải đi bất cứ đường vòng quanh co gì. Hắn tiến bộ thật nhanh. Hắn cũng mượn nhờ pháp bảo thời gian tu hành trong lòng đất, gặp được nghi hoặc mỗi 10 năm lại hỏi Kỳ Linh một lần. Đồng thời hắn rời mặt đất tiến về thánh địa, lại tìm các thế giới cảnh luận bàn 1-2. Tốc độ tiến bộ thật nhanh. Tiểu tử này là ai vậy? Tại sao trước kia ta không gặp hắn ta? Hắn tên là Phong Tiêu, nghe nói là đệ tử một vị tiên tri. Tiên tri ư? Khó trách hắn lợi hại như vậy. Nghe nói tiên tri đều cực kỳ cường đại. Kiếm đạo của hắn thật lợi hại, ta còn chưa thấy qua thế giới cảnh tiến bộ đáng sợ như vậy. Mượn nhờ bảo vật thời gian, Phong Tiêu tiến bộ cực nhanh. 3000 năm sau, Phong Tiêu đạt tới thế giới cảnh viên mãn. Đương nhiên, tính cả bảo vật thời gian cũng vượt qua 30 vạn năm. Khó trách được tiên tri nhìn chúng đây. Pháp Tân đại tiên tri nhìn Phong Tiêu đang luận bàn, khẽ gật đầu nói. Thiên phú kiếm đạo đúng là cao. Mặc giác à, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả truyền thừa kiếm đạo trong thánh địa, Phong Tiêu hắn cũng có thể học được. Sao, trưởng lão, sao... Mặc sắc đạo quân vô cùng giật mình. Phong Tiêu là tộc nhân của chúng ta. Đại trưởng lão cười nói. Vì vậy Phong Tiêu bắt đầu tiếp xúc một ít truyền thừa kiếm đạo đỉnh cao. Sư phụ, đệ tử có chút khó hiểu. Mỗi 10 năm Phong Tiêu tới hỏi Kỳ Linh một lần. Kỳ Linh mỗi lần đều chỉ điểm Phong Tiêu, thậm chí tự mình luận bàn chỉ điểm. Nghiêm khắc mà nói,
trong ba đệ tử Thanh Nhai Tiểu Vũ, Thanh Trúc Phong Tiêu. Kỳ Linh chỉ điểm Phong Tiêu nhiều nhất. Tuy Thanh Nhai Tiểu Vũ thường xuyên gặp nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh tại tam giới, Thanh Nhai Tiểu Vũ cũng không phải người si mê tu hành cùng nhiệt, mà Thanh Trúc Phong Tiêu mới thực sự là người tu hành. Sư phụ, đệ tử tìm hiểu rất nhiều kiếm thuật trong thánh địa, sư phụ đều dễ dàng vạch ra rất nhiều ảo diệu, thậm chí vạch ra sơ hở. Phong Tiêu nghi ngờ nói, có phải ta không cần học những kiếm thuật này hay không? Ta truyền thụ cho ngươi 5 môn kiếm thuật, đại biểu 5 phương hướng kiếm đạo, tất cả kiếm thuật phân giải ra, khó thoát khỏi 5 phương hướng này. Kỳ Linh cười nói, ngươi học càng nhiều, càng có ích với 5 đại kiếm thuật của ngươi. Phong Tiêu tỉnh ngộ, thật ra học kiếm thuật càng nhiều, hắn lại càng khâm phục sư phụ mình hơn. Trong thánh địa có không ít đạo quân tu hành kiếm đạo, so kiếm thuật với sư phụ, đặc biệt là so với kiếm lý, kiếm đạo trung cực, liền có cảm giác không bằng sư phụ. Như thế Phong Tiêu mới càng hiểu sư phụ của mình đáng sợ cỡ nào. Dù sao thánh địa tích lũy không biết bao nhiêu đạo quân, cảm giác của mình xem ra không có kiếm thuật nào có thể so sánh với kiếm thuật của sư phụ. Người tu hành với ta 5.000 năm, kiếm thuật cũng so sánh được với thế giới cảnh đỉnh phong. Kế tiếp ta có chỉ điểm, công dụng cũng không được lớn, cần chính ngươi đi ngộ, ngộ ra đạo thích hợp với mình. Ngộ đạo giúp ngươi thành tựu sinh tử đạo quân. Kỳ Linh nói, ngươi có thể đi ra ngoài, đi hào hào lưu lạc, lịch lãm mà rèn luyện đi. Nếu vẫn ở trong thánh địa, không thể tu luyện sinh tử được. Vâng. Phong Tiêu cung kính tuân mệnh. Rời khỏi lòng đất, hắn quay về với phồn hoa bên ngoài. Khoái ý ân cừu, mạo hiểm lịch lãm rèn luyện, Phong Tiêu dần dần phát triển. Hắn lịch lãm rèn luyện hơn 2.000 năm, thậm chí không có binh khí lợi hại gì cũng phát huy thực lực thế giới cảnh đỉnh phong. Hiện tại hắn tùy thời thành tựu sinh tử đạo quân. Hắn không có đột phá bởi vì hắn cảm giác được, cảm thấy hiện nay hắn ngộ ra đạo không phải hắn thật muốn. Sư phụ cho hắn 5 đại kiếm ý, bất cứ thứ nào cũng vượt qua hắn. Kiếm ý trung cực kiếm đạo đúng là không thể tưởng tượng nổi. Phong Tiêu giống như khổ hành giả, hắn tìm đạo của mình. Thánh địa cũng âm thầm chú ý Phong Tiêu. Lúc phát hiện Phong Tiêu đã có thể tùy thời trở thành đạo quân thì bọn họ cũng hiện thân, bắt đầu giúp sức trợ giúp Phong Tiêu. Phong Tiêu từ đó gia tăng địa vị thật lớn trong thánh địa, có địa vị giống như sinh tử đạo quân. Là Phong Tiêu đấy, là Phong Tiêu thế giới thần, Phong Tiêu thế giới thần trở lại rồi. Lúc Phong Tiêu trở lại thánh địa, rất nhiều tổ thần tổ tiên thế giới cảnh trong thánh địa cuồng nhiệt, bởi vì tin tưởng Phong Tiêu tùy thời có khả năng thành tựu sinh tử đạo quân truyền ra. Nếu không hắn có địa vị đặc thù trong thánh địa cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Cộng thêm vào đó, trên ngôi sao này thánh địa có được thực lực tuyệt đối, cũng không lo lắng ai ra hại Phong Tiêu. Sư phụ, Phong Tiêu thế giới thần chỉ là một thế giới thần, vì sao tất cả mọi người lại kích động như vậy? Một nữ tử áo tím hỏi thăm sư phụ của mình, nàng chính là Tử Phù Tiên Tử. Tử Phù Tiên Tử là nữ tử vô cùng có thủ đoạn, nàng làm việc không tiếc tất cả thủ đoạn. Khi nghe thấy sự tồn tại của thánh địa, liền nghĩ biện pháp trở thành đồ tử đồ tôn dưới trướng sinh tử đạo quân, về sau nghĩ đạt được mười mấy danh ngạch, bị đưa đến thánh địa trở thành thành viên của thánh địa. Nàng không nghĩ tới Phong Tiêu lại trở thành thế giới thần. Đồ nhi, người cũng không biết đâu, Phong Tiêu không phải thế giới cảnh, khác với phần lớn thế giới cảnh bên trong thánh địa, Phong Tiêu chính là đệ tử tiên tri. Hơn nữa thực lực bản thân hắn rất mạnh, hiện nay cảnh giới kiếm đạo của hắn cực cao, tùy thời có thể thành sinh tử đạo quân. Sư phụ của nàng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng. Người có biết không, hắn tu hành trở thành thế giới cảnh trong thời gian ngắn, đạt tới cảnh giới này. Trong lịch sử thánh địa của chúng ta, chỉ có chút ít đạo quân nghịch thiên mới có thể chói chang như thế tại thế giới cảnh. Hôm nay cảnh giới hắn cao như vậy, nhưng như cũ không có đột phá, hiển nhiên muốn ngộ ra đạo mạnh hơn nữa rồi, trở thành đạo quân nghịch thiên. Nhân vật như vậy, mặc dù trở thành tùy tùng của hắn, ta cũng cam tâm. Tử Phù Tiên Tử kinh ngạc, biểu lộ phức tạp, nàng nhìn sang Phong Tiêu ở xa xa. Kỳ thật Phong Tiêu cũng đã gặp nàng, hắn chỉ liếc mắt và rời đi. Phong Tiêu. Tử Phù Tiên Tử yên lặng nhìn hắn. Tuy nàng lần lượt đối nghịch với Phong Tiêu, thậm chí tìm mọi cách tra tấn hắn, nhưng sâu trong nội tâm Tử Phù nàng cũng có tình cảm đặc thù với Phong Tiêu. Nếu không lúc trước Phong Tiêu còn rất nhỏ yếu, đã sớm bị nàng giết chết. Nàng vẫn tra tấn mà không giết chính là vì nội tâm phức tạp. Chỉ nhìn ta một cái liền không hề quan tâm ta sao? Ngươi mặc dù trả thù giết ta cũng không có gì cả, ngươi lại không nhìn ta như vậy ư? Tử Phù Tiên Tử yên lặng nhìn hắn, móng tay của nàng đâm rách lòng bàn tay.
Đầu Nhi Phong Tiêu đang theo đuổi đạo của mình, Kiều Linh cũng rất mừng rỡ. Hắn cũng không thể giúp được gì, tất cả phải xem đầu đệ của mình. Chính thức lúc trước ở dị vũ trụ khởi nguyên chi địa mới dung hợp năm đại kiếm đạo thành luân hồi kiếm ý. Cuối cùng sau khi phục sinh phụ mẫu trong tam giới, nội tâm viên mãn mới đốn ngộ đột phá, ngộ ra kiếm đạo trung cực. Đồ đệ mình có đường của mình, mặc dù cùng là kiếm đạo trung cực, nhưng người tu hành ngộ ra lại khác nhau, biểu hiện ra ngoài cũng khác nhau. Sinh tử đạo quân không có cách nào hoàn toàn tu hành đạo giống kẻ khác được, chỉ có thích hợp nhất với mình mà thôi. Kỳ Linh, cơ hội tới rồi. Bỗng nhiên Kiều Trần giáo chủ nói. Kỳ Linh cũng đứng dậy, hắn ra khỏi nhà cỏ. Hắn ở trong lòng đất đã 12,000 năm, rốt cục đã tới thời điểm đi lấy hoàn liệt thạch. Tiên tri, bản tôn mặc sắc đạo quân vẫn chờ đợi tại đây. Thấy Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ đều đình chỉ tu hành, liền mở miệng nói. Mặc giác đạo hữu. Kỳ Linh mỉm cười nói, hôm nay cơ hội đã đến, ta và Kiều Trần muốn đi tìm hoàn liệt thạch, những ngày qua phiền toái ngươi rồi. Không phiền toái gì cả, có lẽ hai vị thật không đợi được ư? Mặc sắc đạo quân lúc này nói, đợi mấy chục vạn năm, có lẽ số lượng đại địa ma tướng sẽ giảm bớt gấp đôi, mức độ nguy hiểm sẽ giảm bớt gấp 10 lần. Kiều Trần giáo chủ lạnh nhạt nói, không cần chờ, Bắc Minh chúng ta đi thôi. Đi. Kiều Trần giáo chủ, Kỳ Linh đồng thời hóa thành hào quang, bay thẳng vào bên trong hang động đủ màu sắc kia. Trong hang động tràn ngập các màu sắc khác nhau, nơi này có một ít sinh vật hình người phi hành. Chúng có thân thể khôi ngô, khải sắc màu đen và gương mặt thâm trầm. Nhìn thấy chúng dường như nhìn thấy núi cao nguy nga vô tận, có thể cảm giác được đại địa nặng nề trên người chúng. Đây là sinh vật kỳ dị có lực lượng đại địa. Chúng khác với hỏa diễm ma đầu, hỏa diễm ma đầu càng cuồng bạo, tính tấn công lại rất mạnh. Đám đại địa ma tướng vẫn sinh hoạt trong gia viên của mình, không chủ động xuất kích. Nếu như có ai can đảm tiến vào gia viên của chúng, sẽ lọt vào công kích của chúng. Sao? Khi Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ bay vào gia viên của chúng, đám đại địa ma tướng đang thành thơ nhàn nhã đều quay đầu nhìn vào đám người Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ. Giết chết bọn chúng, tự tiện xông vào tộc địa. Giết! Tất cả đại địa ma tướng xung quanh đều hành động, chúng hóa thành hào quang bay thẳng lên đám người Kỳ Linh. Không thể trì hoãn, mau chóng vứt bỏ chúng đi. Kiều Trần giáo chủ truyền âm nói. Kỳ Linh vừa tiến lên cũng cảm giác được các đạo hào quang đủ màu sắc này ẩn chứa lực lượng đại địa vô cùng nặng nề, áp lực của bọn họ thật lớn. Hai người bọn họ không dừng lại, đồng thời địa tâm không gian giống như với thông đạo nham thạch ở ngoại vực. Địa tâm không gian có vô số lối rẽ, có vô số chỗ rẽ, lối đi lại rất ngắn, làm cho đám người Kỳ Linh căn bản không thể dựa vào phi chu bỏ chạy, chỉ thục mạng tại đây, không phải dựa vào tốc độ mà là linh hoạt. Vô số chỗ rẽ cần lần lượt biến hướng. Oanh! Kỳ Linh không chút do dự phóng xuất chín đại bí thuật, chín đại bí thuật bộc phát lực lượng áp chế đám đại địa ma tướng này. Ta cũng có bí thuật nghịch thiên của cổ tu hành giả, đáng tiếc bí thuật càng nghịch thiên, tu hành lại càng khó khăn. Kiều Trần giáo chủ nhìn thấy Kỳ Linh thi triển ra chín đại bí thuật cũng có chút ghen ghét. Bất kể là đạo minh hay cổ tu hành giả nhất tộc, bí thuật cường đại không ít, như Kỳ Linh đạt được bí thuật mạnh hơn chín đại bí thuật từ chỗ chúa tể chết đi. Bí thuật càng nghịch thiên lại càng dựa vào ngoại lực càng cao. Cái gọi là ngoại lực chính là kỳ vật nghịch thiên, chỉ cần kỳ vật càng chân quý sẽ không bán ra ngoài. Như Kỳ Linh có thiên tinh thánh huyết quả, tại thành thiên mộc căn bản không có bán ra, bất cứ thánh huyết quả nào cũng là lấy vật đổi vật. Kỳ Linh lúc trước giết Khổng Tát đạo quân có nhiều tài phú, nhưng không có bất cứ kỳ vật nào có thể so sánh với chúa tể đạo phù. Chúa tể bí thuật chỉ cần nhập môn cần 3 loại kỳ vật cực kỳ chân quý, muốn đại thành cần 12 loại kỳ vật. Kỳ Linh không tìm được loại nào. Kiều Trần giáo chủ cũng giống như vậy, hắn sống dài hơn Kỳ Linh, thậm chí biết rõ bí thuật cũng nhiều hơn. Bí thuật uy lực lớn chân chính lại không luyện thành loại nào. Vạn thần đạo quân có 9 đại bí thuật, kỳ thật đạo chi thần lôi, đạo chi thần thủy đều rất yếu, là vạn thần đạo quân phi thường thông minh, dùng thủ pháp luyện đan kết hợp hoàn mỹ tạo thành cửu trọng thần lôi, cửu trọng thần thủy, từ đó yêu cầu và kỳ vật không cao, từ đó gia tăng uy lực của bí thuật. Thế nhưng điều kiện tu hành bí thuật khó khăn, cần phải tương đối quen thuộc đạo của chín đại bí thuật, hơn nữa thủ pháp luyện đan yêu cầu đạt tới luyện đan đại tông sư. Phá! Kỳ Linh sử dụng 3 đầu 6 tay, trong tay cầm 6 chuôi Bắc Khổng kiếm, hắn như hóa thành lỗ đen, những đại địa ma tướng này khó dây dưa với Kỳ Linh. Phốc! Kiếm quang xuyên qua ngực một tên đại địa ma tướng, kiếm quang chấn động, thân thể đại địa ma tướng nổ tung.
thân thể vỡ vụn và bị uy lực chín đại bí thuật xoắn giết thành bụi phấn nhanh chóng. Bác Minh, uy lực kiếm thuật của ngươi lại tăng lên rồi. Kiều Trần giáo chủ xa xa thoải mái nói đùa với Kỳ Linh, bởi vì bọn họ lúc trước ở ngoại vực chém giết với vô số hỏa diễm ma đầu cũng gặp cảnh tượng như thế này. Chỉ tăng lên một chút thôi, Kỳ Linh nói. Trừ không có bảo vật, Kỳ Linh vẫn tu luyện suốt 12,000 năm qua, trong đó tích huyết kiếm ý đã sớm đột phá, bốn đại kiếm thuật khác không có đột phá, kỳ thật không ảnh hưởng lớn tới thực lực. Chỉ khi thi triển kiếm đạo trung cực tích huyết thức hơi gia tăng uy lực gấp đôi, muốn gia tăng thực lực trên phạm vi lớn cần phải tìm hiểu năm đại kiếm ý đều đột phá và hình thành kiếm đạo trung cực tầng thứ 3. Bành bành bành, đại địa ma tướng sử dụng vũ khí hạng nặng, hoặc là cự phủ, hoặc là đại chùy, hoặc là trường côn, công kích vô cùng ngang ngược. Tuy nhiên đám người Kỳ Linh chiếm cứ ưu thế, lần lượt bị oanh kích vô cùng khó chịu. Đi mau đi. Hai người Kỳ Linh lúc này hơi làm quen phong cách chiến đấu với đại địa ma tướng, nội tâm trầm xuống. Bọn họ có thể tạm thời phá hủy thân thể đại địa ma tướng, đại địa ma tướng cũng có bất tử chi thân, oanh kích chính diện hơi ảnh hưởng tới tốc độ của hai người Kỳ Linh. Đặc biệt trong quần chiến, chúng có uy hiếp lớn hơn hỏa diễm ma đầu gấp 10 lần. May mắn số lượng của chúng không nhiều như vậy. Vù vù vù, hai người Kỳ Linh không ngừng ngăn cản, bọn họ và tốc độ thân pháp nhanh chóng xuyên qua vô số đường rẽ. Tốc độ của hai người bọn họ còn nhanh hơn hỏa diễm ma đầu rất nhiều, càng không cần nói đám đại địa ma tướng còn chậm rãi hơn hỏa diễm ma đầu. Giết! Trong vô số đường rẽ cũng có một ít đại địa ma tướng mang theo con đường đuổi theo. Đám người Kỳ Linh chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, không ngừng dọc theo đường rẽ xâm nhập vào đại địa địa tâm. Hai người bọn họ có đầy đủ kinh nghiệm, lại có thực lực cường đại, cả hai liên thủ cho nên đi dạo trong thông đạo suốt nửa giờ. Mau nhìn kìa, Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ nhìn hòn đá màu đen tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhìn chúng phi thường mượt mà và ẩn chứa lực lượng vô tận, dường như bên trong ẩn chứa đại thế giới. Đám người Kỳ Linh lần đầu tiên nhìn thấy hòn đá như thế. Trước kia Mặc Sắc đạo quân đã sớm nói cho đám người Kỳ Linh bộ dạng của hoàn liệt thạch. Chính là hoàn liệt thạch. Kiều Trần giáo chủ tới gần, lập tức phất tay thu viên hoàn liệt thạch này và tươi cười nhìn Kỳ Linh. Viên này ta thu, chúng ta tiếp tục xông vào tìm viên thứ hai. Kỳ Linh sẽ không để ý, hai người bọn họ sớm hợp tác và dùng lời thề bổn mạng để vô cùng tín nhiệm lẫn nhau. Vèo, hoàn liệt thạch chính là hạch tâm của ngôi sao này thai nghén ra, mặc dù có chút phiêu phủ trong thông đạo, càng tới gần hạch tâm của tinh cầu lại càng nhiều, cho nên khi tới gần hạch tâm của tinh cầu sẽ có tỷ lệ gặp được khá lớn. Cũng như thế, càng tới gần thì con đường tiến lên và quay về càng dài, mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn. Lại qua thời gian một chén trà nhỏ, Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ vừa chiến đấu vừa lao đi thật nhanh, càng ngày càng tới gần hạch tâm của ngôi sao. Sao? Đó là... Sắc mặt Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ biến hóa. Chỉ thấy giữa không trung xa xa có từng đạo hào quang đang phiêu phù. Có bốn đạo hào quang như vậy, phân biệt ẩn chứa lực lượng sinh cơ kỳ dị, màu sắc hoàn toàn khác biệt, khí tức chúng khác nhau, chúng truy đuổi lẫn nhau và cùng phi hành. Bốn loại ngư long khí trong ngư long ngũ khí ư? Kỳ Linh lập tức nhận ra đây là kỳ bảo danh khí rất lớn, giá trị cũng vô cùng chân quý, còn cao cấp hơn đạo chi thần lôi gì đó rất nhiều. Chúng quá hiếm thấy, căn bản không có chỗ để mua. Cho dù đại năng ngẫu nhiên đạt được, cũng là kỳ bảo đổi kỳ bảo, không muốn bán ra. Bất luận có một loại ngư long khí nào, giá trị đại khái 800.000 vạn phương, còn đắt hơn cả thánh huyết quả một ít. Từ đó có thể thấy chúng hiếm thấy cỡ nào. Bác Minh, ta chỉ muốn một loại ngư long khí thôi. Kiều Trần giáo chủ kích động, thân thể phát run. Có được ngư long khí, mặc dù hiện tại hắn rời khỏi tổ tiên chi địa cũng đáng giá. Nó phi thường trọng yếu với ta, Bác Minh huynh, kính xin tạo thuận lợi, ba loại ngư long khí kia đều quy cho ngươi. Sao, ngươi muốn loại nào? Kỳ Linh hỏi. Thủy hành ngư long khí. Kiều Trần giáo chủ nhìn Kỳ Linh. Hai người có quan hệ hợp tác nhưng địa vị ngang hàng, gặp được bảo bối không có khả năng do Kiều Trần giáo chủ tùy tiện chọn. Nếu như Kỳ Linh cũng rất muốn thủy hành ngư long khí, như vậy ai ra tay nhanh sẽ thuộc về người đó. Kiều Trần giáo chủ không có lòng tin. Dù sao Kỳ Linh có chín đại bí thuật, uy lực rất lớn, mượn nhờ chín đại bí thuật cướp đoạt, chỉ sợ Kỳ Linh sẽ chiếm ưu thế. Nói thật, ta cũng muốn có thủy hành ngư long khí này. Kỳ Linh nhìn biểu lộ khẩn trương của Kiều Trần giáo chủ, cười nói. Nhưng ta muốn cũng không nhiều tác dụng lắm. Được rồi, thủy hành ngư long khí cho ngươi,
ba loại ngư long khí kia là của ta. Xin đa tạ. Kiều Trần giáo chủ thở ra một hơi, kỳ bảo cũng không đơn thuần xem số lượng, còn phải xem giá trị của nó. Thực gặp được kỳ bảo có nhu cầu cấp bách, cho dù trả giá gấp 50 lần cũng phải có, hắn không vội vàng không được. Động thủ, đừng làm cho ngư long khí chạy trốn. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ lập tức động thủ. Ngư long ngũ khí phân thành ngũ hành, mà trước mặt đám người Kỳ Linh là bốn loại ngư long khí, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa. Kỳ Linh mạnh nhất là kiếm đạo, tiếp theo dùng thủy, lôi điện, cho nên thủy hành ngư long khí hơi trọng yếu với Kỳ Linh một chút. Tuy Kỳ Linh cho dù đạt được cũng chỉ tạm thời thu mà thôi, bởi vì hắn không có cần ngư long khí tu hành bí thuật. Có lẽ tương lai cũng tìm được bí thuật như thế. Nội tâm của Kỳ Linh là trong tương lai sẽ tu hành bí thuật của chúa tể chết đi. Đây mới thực sự là bí thuật mạnh nhất. Muốn đạt được bí thuật mạnh hơn chúa tể là quá khó khăn. Rất nhanh, hai người bọn họ bị hơn 10 tên đại địa ma tướng vây giết, vẫn đạt được bốn loại ngư long khí. Kiều Trần giáo chủ rất vui sướng cười to. Rốt cuộc bí thuật của ta có thể đột phá rồi. Thủy hành ngư long khí, trước kia ta treo giá 3 ức vương nhưng không ai bán ra. Sinh mệnh đặc thù nhất tộc cung trảo đạo quân lại yêu cầu cái giá 1 tỷ vương. Lúc ấy ta rất tức giận, muốn giết hắn ngay. Kỳ báo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kỳ Linh cười nói, Bắc Minh đa tạ ngươi, ta bây giờ nhìn ngươi càng ngày càng thuận mắt rồi. Kiều Trần giáo chủ cười tủm tỉm nói, chờ chúng ta rời khỏi tổ tiên chi địa này, về sau cứ có việc gì nói một tiếng, chỉ cần không phải chuyện hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta tuyệt đối không từ chối ngươi. Kỳ Linh cũng có cảm giác tốt về Kiều Trần giáo chủ. Kiều Trần vì mục tiêu không từ thủ đoạn, nhưng thực sự không phải là kẻ gian tà. Kiều Trần giáo quá khứ có tiếng xấu đó là do lão gia hỏa giáo chủ cũ sinh ra tiếng xấu. Bản thân Kiều Trần giáo chủ hiện tại chính là cổ tu hành giả, trời sinh tính quái gở một chút, vì tu hành không tiếc tất cả, hơi thiếu nợ ân tình của ai đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần không phải chuyện hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta tuyệt không chối từ. Hứa hẹn này rất lợi hại. Cái gì gọi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đây? Ví dụ như Kỳ Linh nói Kiều Trần cùng ta đi giết chúa tể, vậy thì gọi là muốn chết. Nhưng nếu đi, chúng ta đi Ngô Tinh Hải, tuy nguy cơ trùng trùng nhưng Kiều Trần giáo chủ sẽ không sợ mà theo cùng. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ nói chuyện lần này tình cảm cũng đã tốt hơn. Đạo quân đều kết bạn lưu lạc, cái gọi là sinh tử hảo hữu chính là trong lưu lạc sinh tử sinh ra hiếu nghị thâm hậu. Vì sao viên hoàn liệt thạch này lại khó tìm như vậy chứ? Lại đi tiếp nửa canh giờ nữa rồi. Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ không ngừng xâm nhập, dọc theo vô số đường rẽ, không ngừng đi sâu vào bên trong, lần lượt đi đường vòng. Hai người Kỳ Linh có cảm giác phương hướng chuẩn xác, bọn họ hiểu đang không ngừng tiến vào địa tâm. Số lượng đại địa ma tướng không quá nhiều, càng đến gần địa tâm, số lượng của chúng giảm bớt không ít. Hoàn liệt thạch kia. Đám người Kỳ Linh nhìn thấy một viên hoàn liệt thạch liền vui mừng, bọn họ đã phi thường xâm nhập, xung quanh không có đại địa ma tướng. Vèo. Kỳ Linh liền bay qua, hắn vân tay bắt hoàn liệt thạch. Lúc này hắn khiếp sợ nhìn ra phía trước, Kiều Trần giáo chủ theo sau cũng không dám tin nhìn về phía trước. Ở phía trước đó là viên cầu khổng lồ toàn thân màu đen, phát ra chấn động rất nhỏ, nhưng đám người Kỳ Linh vừa cảm nhận được chấn động này liền rung động mạnh. Cảm ứng một tia chấn động này giống như nghe tiếng tim cự long đập, bản năng sẽ sợ hãi. Đây là hạch tâm của ngôi sao ư? Kiều Trần giáo chủ nói khẽ. Là hạch tâm của ngôi sao, nó thay ngén ra vô số đại địa ma tướng, cũng thay ngén ra hoàn liệt thạch, còn có ngư long khí. Kỳ Linh nhìn ra xa xa, Kiều Trần giáo chủ quay đầu nhìn sang, mặt ngoài hạch tâm ngôi sao có lỗ thủng, trong lỗ thủng có bốn đầu ngư long khí đang thay ngén sinh ra. Đi thôi. Kỳ Linh nói khẽ. Nơi này không phải chúng ta có khả năng nhúng chàm vào. Kiều Trần giáo chủ cũng không có ý niệm nhúng tay vào. Ra ngoài mạo hiểm, muốn sống đầu tiên phải tự hiểu lấy mình. Ngôi sao này có thể áp chế ức vạn hỏa diễm ma đầu, những hỏa diễm ma đầu này không dám xâm nhập, thậm chí chỉ cần một tia chấn động đã làm bọn họ sợ hãi. Uy năng hạch nhân của ngôi sao không phải Vĩnh Hằng Đế Quân có thể so sánh được. Hai người bọn họ đều có một loại dự cảm, chỉ cần động chạm vào hạch nhân của ngôi sao, chỉ sợ hai người bọn họ sẽ hóa thành bột mịn. Vù vù. Hai người bọn họ rời đi thật nhanh. Trên đường trở về, hai người bọn họ một đường chém giết đại địa ma tướng, nhanh chóng vùng thoát khỏi. Nhìn như kịch liệt, nội tâm hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào hạch tâm của ngôi sao. Hạch nhân của ngôi sao vô cùng cường đại,
Kỳ Linh xem chừng chỉ có thực lực chúa tể mới có thể đánh chủ ý lên hạch tâm của ngôi sao này. Khó trách ngôi sao này thanh nghén tính mạng, có thiên phú ngộ tính cực cao, tu hành cũng cực dễ dàng, còn mạnh hơn vô số tính mạng trong tam giới. Cùng thời đại sẽ có 20-30 vị đạo quân, thế giới cảnh lại càng dọa người, khó trách cả. Kỳ Linh âm thầm sợ hãi thán phục. Pháp thân của đại trưởng lão tọa chấn và 16 đạo quân tụ tập, địa tâm không gian còn có rất nhiều màu sắc. Trưởng lão, hai vị tiên tri đi vào cũng quá lâu, lâu như vậy có thể... Có đạo quân mở miệng. Quá lâu, lịch đại đạo quân đi vào cũng không có lâu như vậy. Tiến vào địa tâm không gian, nếu như thời gian ngắn không có thu hoạch và lui lại nhanh chóng, bọn họ muốn nếm thử lần nữa. Tiên tri không dễ dàng chết như vậy đâu. Đại trưởng lão mở miệng nói. Lại đợi lát nữa sẽ trở về. Qua thời gian uống cạn một chung trà. Đến rồi kìa. Mặc giác đạo quân liền nói. Xoẹt xoẹt. Hai đạo bào hào quang bay tới, phần đông đại địa ma tướng điên cuồng vây giết. Lực lượng chín đại bí thuật lao nhanh như thế, Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ liên thủ nhanh chóng vùng thoát khỏi đám đại địa ma tướng này. Những đại địa ma tướng mạnh nhất cũng tương đương với bọn họ, chúng không ngừng đuổi theo hai người. Vù vù. Đám người Kỳ Linh đang bay nhanh trong không gian đủ màu sắc này, lúc này đáp xuống đại địa. Đại địa ma tướng trong địa tâm không gian đều gào thét cảnh báo, nhìn hai người Kỳ Linh, dần dần cũng không quan tâm tới hai người Kỳ Linh nữa. Chúc mừng hai vị tiên tri. Đại trưởng lão mở miệng cười nói. Ta tu hành trong chốc lát đã. Kiều Trần giáo chủ cũng không khách sáo, hắn vung tay và hàng lâm nhà gỗ đi theo Kiều Trần giáo chủ tiến vào trong nhà gỗ tu hành. Nhìn như nhà gỗ, nhưng đây là pháp bảo động phủ cấp vĩnh hằng, có tầng tầng thủ hộ, rất khó công phá. Đồng thời hắn cũng truyền âm cho Kỳ Linh. Bác Minh, ta tu hành bí thuật xem chừng một giờ là đủ rồi. Kỳ Linh gật đầu. Kỳ Linh quay đầu nhìn đại trưởng lão áo bào trắng mỉm cười nói. Những ngày qua phiền toái chư vị rồi, ta và Kiều Trần đều có được hoàn liệt thạch, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi phiến thiên địa này. Đám người đại trưởng lão thầm buông lòng một hơi. Đi cũng tốt, hiện nay bọn họ đã không cần tiên tri truyền thụ pháp môn. Sau khi bước vào thời đại tu hành vô tận 5 tháng, nội tình của bọn họ có thể sánh ngang một cung của Mang Nhai Quốc, cho dù chênh lệch chút ít cũng không chênh lệch quá nhiều. Sau khi rời đi, đệ tử Phong Tiêu của ta phiền toái lớn đến trưởng lão rồi. Kỳ Linh nói. Yên tâm, Phong Tiêu cũng là thành viên thánh địa, là tộc nhân của chúng ta, thánh địa sẽ đại lực tài bồi. Đại trưởng lão nói. Kỳ Linh gật đầu. Phong Tiêu ngồi trên đỉnh núi quan sát sa mạc vô tận. Trong sa mạc cũng có bộ lạc sinh sống. Hắn yên lặng nhìn xem, ánh mắt xuyên thấu trên nước dặm, quan sát vô số tính mạng bộ lạc thăng trầm. Ta vẫn không bỏ được. Phong Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Phong Tiêu. Một đạo thần niệm mênh mông xuyên qua khoảng cách mấy tỷ dặm và nói vào tai của hắn. Sư phụ của ngươi, tiên tri Bắc Minh, hôm nay phải rời khỏi phiến thiên địa này, hắn sẽ đi về ngoại vực. Sao, sư phụ phải rời đi ư? Phong Tiêu công tử đứng dậy, hắn biết rõ, hắn có ngày hôm nay không thể bỏ qua công lao của Kỳ Linh chỉ điểm. Trong các đạo quân tu hành kiếm đạo, trong ngôi sao này, không có một ai có thể so sánh với sư phụ hắn trên con đường kiếm đạo. Sư phụ chỉ điểm trực chỉ bản chất kiếm đạo, dường như không có kiếm thuật nào mà sư phụ không nhìn thấu. Được sư phụ chỉ dẫn nên hắn tiến bộ cực nhanh. Sư phụ. Phong Tiêu hóa thành một bóng kiếm, mượn nhờ pháp bảo của thánh địa, hắn có thần thông thực lực sánh ngang đạo quân nhất bộ, hiện tại có thể trực tiếp thi triển kiếm đạo độn thuật, hóa thành hào quang bay trở về. Trên một hoang nguyên, đại trưởng lão cầm đầu một đám đạo quân đi cùng Phong Tiêu, từ đó tiến biệt Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ. Sư phụ. Phong Tiêu nhìn Kỳ Linh, cho dù không nỡ bỏ, Kỳ Linh không có đòi hỏi gì về hắn cả, hoàn toàn là một lòng giúp hắn. Phụ thân của hắn hỗ trợ tìm Đông Hư kiếm chủ cũng chỉ là một thế giới cảnh mà thôi. Phụ thân của hắn đưa lễ nặng, về sau lại không thu hắn vào sư môn. So với sư phụ Kỳ Linh, Đông Hư kiếm chủ không tính là cái gì cả. Phong Tiêu, ta có duyên với ngươi, có duyên sẽ gặp lại. Kỳ Linh mỉm cười nói. Vâng. Phong Tiêu trịnh trọng gật đầu. Chúng ta đi thôi. Kỳ Linh nhìn sang Kiều Trần giáo chủ bên cạnh. Kiều Trần giáo chủ bĩu môi chế nhạo nói. Ta cũng không có đồ đệ, tùy thời có thể rời đi. Vèo vèo. Hai người bọn họ lập tức bay lên. Phong Tiêu và một đám đạo quân nhìn chằm chằm và xông ra khỏi tầng khí quyển. Phong Tiêu nhìn thân ảnh Kỳ Linh biến mất,
trong mắt rưng rưng. Lần từ biệt này có thể gặp lại sư phụ được hay không đây? Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 208 tiếp tục kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.